Ngày hôm nay gia đình của Bếp Chai Kỳ Duyên của mình ở đây là mình sẽ chế một cái món mới nữa. Mình sẽ làm chả để ăn bánh mì. Thì cái món chả này nó rất là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là rau câu bột. Mình sẽ sử dụng 2 gói rau câu bột. Mình sẽ làm cho đổ khuôn. Thường thì người ta sẽ để vô bọc để người ta bó lại, người ta làm đòn, nhưng mà mình làm đơn giản gia đình ăn, mình sẽ đổ vô khuôn nha. Khi mình để hai gói rau câu bột vô trong chảo thì mình sẽ cho khoảng hơn một chén nước thôi. Rồi sau đó là gà lát mình ngâm cho nó mềm ra rồi mình xé ra như thế này. Đây là miếng gà lát mình đã xé ra rồi đó. Và một ít nấm bào ngư. Thì ở đây là tùy theo cái sở thích của mỗi người, người ta sẽ làm. Có người thì sẽ để hem và gà lát. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chế biến nó hơi khác hơn một chút. Là mình sẽ để nấm. Mình sẽ để nấm bào ngư. Rồi mình xé nấm bào ngư sợi ra. Rồi xong thì mình trộn vừa rau câu, rồi mình nêm nếm. Hạt nêm cho vừa ăn. Ở trong đây là có tiêu, rồi hạt nêm. Thì mình cho một ít dầu đều. Xong hết trơn thì mình sẽ bắt lên bếp để mình xào. Đây là khâu mình đã chuẩn bị. Rồi, một chút mình sẽ bắt lên bếp mình xào lại nha. Mình chuẩn bị làm chả giò thủ. Đây là củ hành mình sẽ khử. Mình khử để mình để vô chả giò thủ của mình cho thơm nha. Khoảng 3 cái tẩu. Rồi mình có một ít gốc hành lá mình cũng có thể để vô luôn. Mình sẽ xử chung. Rồi, dầu nó đã sôi nóng ra. Hành và tỏi này mình khử cho nó vừa vàng tới. Rồi xong mình sẽ để chung vô trong chả của mình. Ở đây là cách chế biến này là của Bếp Kỳ Duyên của mình tự sáng kiến nha mọi người. Cho nên cũng mới là lần đầu tiên mình thử nghiệm. Mình cũng có thỉnh thoảng coi trên mạng, nhưng mà mình không có làm theo cách ở trên mạng, mà mình sẽ chế biến theo cách của mình nha. Bởi vì cách của mình là cách ăn đơn giản trong gia đình. Thì chúng ta làm càng đơn giản thì nó càng ngon. Ở trên mạng thì có khi họ hướng dẫn mình thấy cũng gườm gà lắm. Mình sẽ làm theo cách của mình. Mình chỉ coi cái cách thức, cái hình thức đơn giản một phần thôi. Rồi sau đó mình sẽ sáng chế thêm nha. Bởi vì trong tất cả những cái món ăn của chúng ta thì đều có cái sáng kiến mới ở trong đó. Để làm chi? Để thay đổi những cái mới lạ. Còn những cái mà người khác đã làm rồi thì nó rất là bình thường thôi. Nên ăn chay thì mình cũng học hỏi thêm ở người khác. Rồi mình
cũng tự chế biến ra những thứ mà mới lạ hơn theo ý của mình, để tăng cường cái bữa ăn chay hàng ngày cho nó phong phú hơn gia đình. Vậy là tỏi và hành của chúng ta đã vàng. Mình sẽ lấy bếp xuống. Và đây là cái chảo mình chuẩn bị để làm món chả. Mình sẽ cho một ít hành. Mình vừa khử xong. Tại vì khi hành khử này như vậy thì nó sẽ tăng cái hương vị hấp dẫn cho chúng ta nha mọi người. Nó sẽ làm cho cái hương vị chả của chúng ta nó sẽ đậm đà hơn. Mình thấy người ta hướng dẫn thì người ta không làm vậy đâu. Nhưng mà mình suy nghĩ là mình sẽ làm cho nó tăng hương vị của cái miếng chả của chúng ta hơn. Và đây là một ít hành lá. Bếp ăn của mình mặc dù là mình sáng kiến làm gườm gà lắm, có khi đơn giản thì là đơn giản, nhưng mà những cái gia vị mình làm mình muốn làm cho nó đậm đà hơn người ta hướng dẫn ở trên mạng. Tỏi hành thì nó dư thì mình sẽ làm món khác, không sao cả. Cố tình làm cho dư nhiều như vậy để ăn bún, hủ tiếu, tỏi khử. Ở đây mình có thể xài lửa lớn. Này mình làm có heo vô, vài miếng heo vô nó cũng thơm. Nhưng mà ngày hôm nay mình chỉ làm nấm bào ngư và gà lát thôi. Có heo vào thì nó cũng rất là thơm. Nhiều cách chế biến lắm mọi người. Thì mình chỉ làm theo những nguyên liệu mình có. Nếu mình chuẩn bị trước thì mình sẽ mua nấm bào ngư. Rồi gà lát. Và khoảng 100 cà ram hiêm cũng sẽ thơm thơm ngon. Mình xào mình đợi cho nó sôi lên đó, thì trong lúc nó sôi nhiều mình cảm giác nó hơi đặc thì chúng ta cũng có thể thêm một chút xíu nước, nhưng nếu nó vừa thì thôi, vì rau câu đó, nó phải thật sự nó tan ra hết. Mình cảm giác nó chưa đủ tan thì chúng ta sẽ thêm một ít xíu nước nữa nha. Mình sẽ cho một chút nước vào. Cái độ tan của nó
Nếu mình cảm thấy nó quá đặc, nó chưa tan nổi hết nhưng mà nó đặc quá thì chúng ta cũng có thể thêm một ít nước vào để cho nó đủ tan rau câu ra nha. Khi tan rau câu ra được hết đó thì nó mới mịn cái miếng chả của chúng ta, chứ không bị lợn cợn. À, đây là một cái khuôn, mình sẽ chuẩn bị cái khuôn này để đổ rau câu ra nha. À, người ta có nhiều người thì người ta làm thì ta sẽ lấy nửa ổ bánh mì để người ta lót vô, người ta cắt, người ta làm khoà giống như là miếng da ở ngoài, nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm cái kiểu như là mình đổ vô khuôn rồi mình cắt miếng ra là được. Nấm bào ngư cũng nhanh chín lắm. Mình đổ một ít vào khuôn và một ít mình cũng sẽ đổ vô cái ổ bánh mì này. Ở đây là kỳ duyên của mình ngày hôm nay là mình tự chế cái món này nha mọi người. Mình thấy mình cũng mắc cười. Tức là mình sẽ thử làm khác không giống ai, nhưng mà có lẽ kết quả như thế nào để xem coi. Thường thì người ta sẽ bó vào cái bọc nha, bó chắc lại. Mình hôm nay mình không có làm giống người khác, mình sẽ làm theo cách của mình. Đựng một cái chai nước suối nhỏ. Thì mình sẽ cắt nó theo cái chiều của cái chai. Mình cho bánh mì vô đây nha. Và đây là cái ổ bánh mì mà mình tự làm chế biến nha, mình sẽ không bó giống như như người ta thường hay làm. Có nhiều người thợ người ta làm cho mình coi á, thì người ta bó ở trong cái bọc, nhưng mà mình ở đây ngày hôm nay mình sẽ làm cái kiểu giả chiến của mình sẽ không giống ai hết. Không dễ nhiều.
sẽ đè nó xuống như cái dĩa vậy. Rồi giờ đây là cái khuôn, chúng ta sẽ cho nó vào khuôn nha. Thực sự mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Duyên mình chế biến cái món này. Trước đây mình chỉ nhờ người khác làm thôi. Ngày hôm nay mình sẽ tự chế biến. Cho nên có lẽ nó sẽ không hoàn hảo như mình nghĩ. Nhưng mà hy vọng là nó thành công. Rồi như vậy là chả bà tê của mình nó đã hoàn thành. Chúng ta sẽ đổ ra nha. Ồ, rất là ngon và hấp dẫn. Mình sẽ cắt ra nha mọi người. Ăn bánh mì hoặc là mình ăn giả cũng được. Wow, rất là ngon. Và đây là miếng chả của mình, miếng pa tê. Mình sẽ ăn bánh mì, mình cắt miếng miếng ra như thế này để mình ăn bánh mì nha. Rất là ngon. Mình đã thành công. Rồi. Như vậy là ba tê của mình nó đã hoàn thành. Như vậy thì mọi người, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một món ba tê chay. Rất là đơn giản, dễ làm và ngon. Thanh đạm, rất là đặc biệt. Ở đây mình sẽ ăn bánh mì hay hoặc là mình ăn giả, ăn chấm muối tiêu cũng được. Mình nêm nếm vừa ăn thì mình khỏi chấm. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức. A Di Đà Phật. Và đây là ổ bánh mì hồi nãy mình thử nghiệm nè. Mình đã xé ra, mình tét ra làm hai và mình đổ nó vô. Thử nghiệm cắt nó ra nhìn thấy nó cũng đẹp lắm. Rồi như vậy cũng là một món ăn giả. Rồi như thế này thì mình sẽ ăn đi. Chúc mọi người ngon miệng nha. Cũng ngon lắm, rất là đặc biệt.